Tam phổ hiền thập đại nguyện, để tự chúng đẳng tùy thuận tu tập mà phổ hiền Bồ Tát cập ma chúng đại nguyện. Nhưng giả lệ kính chư Phật nhị giả sưng tam như lai tam giả quang tu cung dường tư giả sam hối nghiệp chương ngu giả công đức lục giả tình chuyện pháp luân thân giả thỉnh Phật trụ thế bác giả thường tuệ Phật học cứu giá hằng thuần chúng sanh thập giá phổ giải hội hương. Tam văn phổ hiện hạnh nguyện, đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại đại xà tế hàm thức tương hảo quang minh di tự nghiêm chúng đằng chi tâm quy mạng lên sở thầm phương thế giới trung tam thế nhất thiết nhân sư tử ngã di thành tình thân ngữ ấy nhất thiết biên lệ tầng vô dư có hiện hạnh nguyện quay thần lực phổ hiện nhất thiết như lại tiền nhân thân phục hiện sát trần thân nhất nhất biên lễ sát trần Phật ư nhân trần trung trần số Phật can sư Bồ Tát chúng hồi trung mô tầng pháp giới trần diệt nhiên tâm tin chư Phật giải sung mạng các vị nhất thiết ngâm tinh hài phổ xuất vô tận diệu ngôn từ tận ngữ vị lai nhất thiết kiếp tán Phật thầm thâm công đức hải vì chữ tôi thắng diệu hoa mang kỹ nhạc đồ hướng cập tán cai như thì tôi thắng trang nghiêm cụ ngã vì cúng dường chứ như lại tôi thắng nghi phục tôi thắng hương mà cương theo hương giữ đắc chúc nhân dân giải như diệu cáo tù ngã tất cung dường chứ như lai
Ngã di quán đại thăng giải tâm mà thâm tín nhất thiệt tam thế Phật tất di phổ hiền hạnh nguyện lực phổ biến cung dường chữ Như Lai ngã tinh sở tạo chữ vọng nghiệp mà giai do vô thì tham sân si tùng thân người chỉ sợ sanh nhưng thiết ngã kim dài sám hối tập phương nhất thiết chư chúng sanh nhị thừa hưu hồng cập vô học nhưng thiết Như Lai dự Bồ Tát sở hữu cấm đức giai tùy hì thầm phương sở hữu thế gian đăng tôi sở thành tựu Bồ Đề Giá ngã kim nhân thiết giai khuyên thình chuyện ngư vô thường diệu pháp luân chư Phật nhược dục thị niết bàn ngã tất chi thần giai khuyên thình duy nguyện cựu trụ sát trần kia lợi lạc nhất thiết chư chúng sanh sở hữu lệ tang cung dường phước thịnh Phật trụ thế chuyển pháp luân tùy sám môi chữ thiền căn hồi hướng chúng sanh cập Phật đạo nguyện tương dĩ thử tăng công đức hồi hướng vô thượng chân pháp giới tánh tương Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ân như thị vô lượng công đức ai ngã kim giai tất tận hồi hướng sở hữu chúng sanh thân cầu im kiên hoặc đàn ban ngã pháp đắng như thị nhân thiết chư nghiệp chương tất giai tiêu diệt tận vô dư niệm niệm trí cho pháp giới hoàn độ chúng sanh dài bất thôi nại chí không thể giới tận chúng sanh tâm nghiệp phiền não tận như thị tư pháp quảng vô biên nguyện kim hồi hướng diệt như thị Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Ma.